Tu Trư, một người dùng Weibo, chia sẻ về sự kiện này, Cúc xuất hiện tại cửa hàng mới, có nghĩa là ông ấy đang ưu tiên cho thị trường Ấn Độ. Chuyến đi đầu tiên của Tim Cook đến Ấn Độ sau 7 năm diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông đến Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng trước. Sự kiện này đang được cư dân mạng Trung Quốc theo dõi sát sao, khi ngày càng nhiều người lo ngại rằng gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ chuyển chuỗi cung ứng sang quốc gia Nam Á này. Hôm 18 tháng 4, Tim Cook đã đến dự buổi khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple ở Ấn Độ, tại trung tâm tài chính Mumbai. Apple cũng chuẩn bị mở một cửa hàng khác ở thủ đô New Delhi vào ngày 20 tháng 4. Đây là cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của Apple tại Ấn Độ, nơi mới đây được Liên Hợp Quốc cho biết đã vượt qua dân số Trung Quốc. Trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, việc Apple Store khai trương ở Mumbai đã khiến dân tình nhớ lại thời điểm năm 2008, khi nhà sản xuất iPhone mở cửa hàng đầu tiên ở đại lục tại Bắc Kinh. Hiện tại, khắp Trung Quốc có 45 Apple Store. Tu Trư, một người dùng Weibo, chia sẻ về sự kiện này, Cúc xuất hiện tại cửa hàng mới, có nghĩa là ông ấy đang ưu tiên cho thị trường Ấn Độ. Sau các cuộc gặp với những đại gia Ấn Độ, như Chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani và Chủ tịch Tata Group Natarajan Chandrasekaran, Tim Cook dự kiến cũng sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong tuần này. Chief Leswan, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Canela, cho biết chuyến thăm của Cook đã thúc đẩy niềm tin giữa các đối tác, nhà phân phối và người tiêu dùng Apple ở Ấn Độ. Ông chỉ ra, sự có mặt của Tim Cook đã củng cố cho kế hoạch mở rộng của Apple ở Ấn Độ, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho thương hiệu của họ trong dài hạn. Theo South China Morning Post, việc Apple mở cửa hàng bán lẻ mới cho thấy công ty này ngày càng tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ trở thành thị trường chủ lực. Quốc gia này hiện đã được xếp hạng là thị trường lớn thứ hai, sau Trung Quốc và là trung tâm mới nổi cho chuỗi cung ứng sản xuất của Apple. Theo thông tin của Bloomberg hồi tháng 3, Apple gần đây đã thay đổi việc quản lý hoạt động kinh doanh quốc tế để tập trung hơn vào Ấn Độ. Giám đốc điều hành của Apple tại Ấn Độ Ashish Chaudhary hiện đang trực tiếp báo cáo công việc với Michael Fenger, giám đốc bán hàng của Apple. Hiện tại, Ấn Độ vẫn chỉ đóng góp một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh mà Apple đang vận hành ở Trung Quốc, trong đó gồm Đại Lục, Hong Kong và Đài Loan, theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Apple. Trong khi đó, Trung Quốc đóng góp 20% trong tổng số 117,2 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu của Apple trong quý cuối năm 2022. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Ấn Độ, chỉ chiếm 8%. Dù Apple không nằm trong top 5 thương hiệu smartphone được sử dụng nhiều nhất ở Ấn Độ, khi Xiaomi và Samsung dẫn đầu. Tuy nhiên, iPhone vẫn đứng đầu trong phân khúc điện thoại cao cấp vào năm 2022 với iPhone 13 là mẫu bán chạy nhất theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint. Ngoài ra, nhà sản xuất theo hợp đồng chính của Apple là Foxconn cũng đang tăng cường sản xuất tại Ấn Độ. Công ty này có kế hoạch xây thêm 2 tòa nhà nữa trong cơ sở sản xuất iPhone gần Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, nằm ở cực nam Ấn Độ. Foxconn cũng được cho là đang cân nhắc xây dựng một trung tâm R&D mới ở Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Chief dự đoán Ấn Độ sẽ lắp ráp tới 23% số iPhone vào cuối năm 2025, từ mức chỉ 6% vào năm ngoái. Bình luận về chuyến thăm Ấn Độ của Tim Cook, một người dùng Weibo có tên Dushyant Chu, cho biết Apple nên rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta nên dùng Huawei. Hồi tháng 3, Tim Cook đã có cuộc gặp với tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các quan chức hàng đầu khác để tái khẳng định cam kết của Apple với thị trường này, dù những bất ổn về địa chính trị đang diễn ra. Trong khi đó, một số khác lại cho biết sự cam kết của Apple với Trung Quốc không có gì thay đổi. Cameron Johnson, trợ giảng tại Đại học New York và đối tác của Tidalway Solutions, cho hay Apple không chuyển trọng tâm khỏi Trung Quốc mà họ mở rộng các dịch vụ hiện có sang một thị trường mới. Dù họ sản xuất iPhone ở Ấn Độ, nhưng hệ sinh thái linh kiện vẫn ở Trung Quốc. Theo South China Morning Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.